Ok, số đấy chụp kia chỉ mỗi chỉ bạn lo thiệt hết tại tôi đang tụm hạt sơ một cái bạn nếu cái gì video tiếp 4 tại tôi làm hạt sơ một cái và ta làm hạt tiếp 4 ấy cứ video tiếp 4 ấy cứ chia cầm lại cái cáp tế để khi mà đã ai nơi video tiếp 7 để bộ dùng bạn liên lực 1. Ok, ta lấy dương mà mơ làm hạt dưỡng kéo dưỡng sai mình chạy theo group ấn chia dùng một cột hòm chuyện mà group ấn chia được bọn ấn nó tan ao dùng cột thầm chuyện và dương ba này kìa cái thằng ao dương sai thằng bảo ấn chia được bỏ ấn nom ơi đập muối rồi còn ăn bột pí bột và đập pí rồi còn ăn bột muối chai đây những người rồi xem sập bảy. Ok, lâu dương một thưa cái đó sẽ đầm đó sẽ xong tố phá so với sơ sẽ chi dìm thì mà ok hãy lấy tang s s n smile smile s n ba smile này smile cả sao mà chui nhé đọc mùi con ăn bục bì bục ai đập pi sekun pi ấn bọc mùi nhé đây sekun mất nè này đây sekun mất nè hãy đập mùi sekun ấn bọc pi mini ai sẽ thay đập mùi hãy con ấn con ai đập mùi hãy con pi. Ok, trên là p là dân con tấu dân ai phải được muốn cô được thế này dân ai cả bộ con được thế này vì a sẽ con ấm con b con xong tốt cô lực như a con ấn trắng smile smile a sẽ con ấm bộ ấn như đồng bốn đi liền đẳng thân hạ thì bóng bấy à chẳng như score là nè dạ ai bắt đặt cho con chẳng ba nè kìa lấy nhạc bộ đá em ai đọc pi sẽ con mùi tại mày sẽ thế muối tập pí sẽ con pí ăn. Ok, anh khuyên thay cái này đậm muối sẽ con ăn ấy nhưng cũng toàn thua bên thua này đậm muối cà rê sao mà đậm muối cà rê cứ mà rói mà phơi mùi con ăn đậm muối thì con ăn bầu ơi tập pí con ao đập pi xoay con pi ấn ai sẽ tha đập pi xoay con pi hay lực chia xoay con ẩn đó đấy đó đó nè é xoay con ấm lực chia xoay con ấn nè ai sẽ tha é xoay con ấm ấm ẩn trong bài sân dương miên ấm ẩn thì ai sẽ thay A sẽ còn ấm được chia sẽ còn ấn rưu gọi sẽ A sẽ còn ấn được chia ấm bình mùi nam muốn một bạn. Ok, tỏa đấy nhé. Ok, tỏa à lo dương à nít mà rồi mà phê muối sẽ đạt mà con nắng đọc muối sẽ còn ấn bột à đập pi à đập pi con ơi nè đập pi cà rế mà mán mà rồi sai sẽ buồn đập pi cà rế vô đập pi con pi mà rồi chia sẻ con ăn. Ok, mà lấy nhưng mà mơ bật thêm cái áo chạy nhưng mà rồi xem sẽ bậy ta lấy như thế này mà rồi mà phơi mùi con đã đập mùi rồi con ăn bột ở đập pi nhưng mà tại nhà cô mà là vùng cái chọn nhé vì cồn thế cả ta nhé chương mà rồi sai bốn như ai sầm bảy tại chỉ mà rồi xem sập bảy mà rồi xem sập bảy rồi sai bảy xong tô bột mà ăn bảy ba mà rồi sai bốn mấy được bột đọc đọc mùi sẽ còn ẩn toán nhé bột đọc mùi sẽ còn ẩn toán hết mà rồi xem sập bảy bột đọc mùi cứ mà rồi sẽ buồn
Tạm môn nâng châu đó làm hạt dương và to thiết dương ở tệ tôn rụp môn mũi cái hạt tha mô đồ lồn ba mô đồ lồ toàn ấy mô đồ lồ rụp môn nó kinh dây bị tệ tôn nâng ca chạy và sân chỉ cái đá á và sân chỉ á chạy chẳng bế bế miên sầm nọ e chẳng mà xem nó là e á e á những cái ai dây thay á con rồi on e mô lộ bề đó đấy nhá cứ miên đây thay á chai chỉ mùi nặng b ban xem nó là e đó đấy ta bật sân chỉ á chai nặng b đánh thì ai dây thay á nè cả này e cả này s mà số nữa à sẽ thay a con lợi on zero mô đồ lỗ b bạn biết miền này thế a chạy đại nhân b toán đấy miền này a chạy những b rất đại phù với sầm nào đấy mà số một chút tệ tương đang rụng muốn thuê thuê chứ bà a bộ b phải côn ăn rồi đấy con lợi ống b rồi côn ăn mô đồ lỗ e rồi đó ba chẳng bên đây thằng mày bên đây thằng a phụ b nữa chơi chẳng a tới cứ nó so tái xong nó cứ b sẽ còn ẩn nè anh ấy p riêng một lẽ tới riêng khơi tha tua tìm mũi cứ bị miệt a sẽ còn ẩn tìm p bị miệt a sẽ còn ẩn đọ mũi tua tìm bay a sẽ còn ẩn đọ p hồ cho và tua và top khỏi pot cứ bị miệt a sẽ còn mùi tái trong khối cứ bị miệt a ăn miệng a t t nó sao thế b sẽ còn ẩn chứ nó p để dưới chai chìm vui nặng a mà đom nít chạy đành a mà đom tiếp pin nít chạy a nít có chạy đành nặng a và top khối nít có chạy đành nặng a nó sao thế xong nó trong cái đó nè cứ b sẽ còn ẩn cứ với chạy đã đành nặng a thì toàn đấy nhá chứ như ai sẽ thay a buộc b sẽ còn ẩn cứ chạy nặng a xong nó b sẽ còn ẩn có đấy nhá sao lấy dùng một lần hạt dương vĩnh nè dân châu rụng môn á a dân cư mà rối xem sắp bầy bộ gọi b dân cư đọc mùi chai nhưng mà rối xem bầy mới dân ai sẽ con lợi ong mà con lợi ong mà ní đáo mẹ toàn thấy nó tụng đá mà rối mà bầy mùi con đọc mùi sẽ còn ấn bộ con đọc pi tay mà đông ní p chai nhưng mà rối xem sắp bầy nó sao lấy kìa nó sao b sẽ còn ẩn cứ đọc muối sẽ còn ẩn chẳng côn nắng đọc muối sẽ còn ẩn toán này nhá phần tay cầm play sẽ ghế mô đồ lỗ mở rối xem sập bậy toán này nhá tưởng ớt nữa chẳng mình đi thả mạch mình đi thả s ăn nhá nó p để chai nhưng mà rối xem bậy nó so sầm nó nè so sầm nó mà đồng nhá kể okay, như ai sẽ con lợi ẩn như ai nè đọc mũi sẽ còn ẩn đọc mũi sẽ còn ẩn nhưng ai chạm đọc mũi sẽ còn ẩn chưa cả ta bàn chẳng được phải chạm đọc mũi sẽ còn ẩn mà đóng nó sao mà rồi mà thấy mùi mà đóng nó sao sao đọc pì chẳng mà rồi mà thấy mũi bộ đọc pì mà bạn mà rồi mà ba mà rồi sam sập bảy còn ai đọc mũi sẽ còn ẩn mô lô mà rối xem sập bầy chắc mà đông đấy miên cả ta mà rối xem sập bầy miên mà rối xem sập bầy chỉ cả ta chắc như ai chạy đặt nhưng mà rối xem sập bầy á bà chắc ai con lợi ơn zero mô đồ lô mà rối xem sập bầy toán này chẳng bà chắc đôi ní gì kì được chứ nấy đập mũi sẽ còn ăn bụng p
pi bộ là đập pi sẽ còn pi ăn bụng mũi chạy đại nữa mà rối xem sợ bệnh và nên cái hai tháp prapra ta mà môi từ lâu mình phải thi sang môi lâu đồng bây sẽ làm chuyện mà tối nay nhá à chẳng nhưng à, bỏ sân chỉ ăn dấu nhưng mưa lùm hạt mưa chậm lại mà đo tiết nhưng mưa xa là quỳnh mất và sân chỉ chung ngay mà nội nhé ai không bắn đằng cao video nhé ok à, quân chờ rạp cả tôi sẽ video hay complete cho subscribe channel bây từ tua ban video và time tiết và à, quân chờ bye bye chào mọi người.